What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một em bàn phím cơ khá là ngon và nó cũng rất chi là độc lạ. Và nó sẽ đến từ một cái hãng lâu rồi mà mình cũng chưa có review, đó là hãng Aula. Và hãng này thì thường xuyên xuất hiện ở trên nội địa Trung Quốc thôi. Thì hôm nay mình sẽ cùng đi review sơ qua em này nhé. Ok, let's go. Đầu tiên về cái cách đóng hộp thì các bạn có thể thấy cái hộp của nó khá là to. Đó, logo ở đây, đơn giản thôi. Và có một số cái thứ tiếng. Mã của em này thì nó sẽ là F68, Aula F68. Chúng ta có thể nhìn thấy cái hình của bàn phím ở bên ngoài luôn. Hộp này thì nó sẽ là hộp mà kiểu rút lên như iPhone ấy. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái bức thư. Chắc là bức thư cảm ơn. Ở trong này chúng ta sẽ có cái tờ hướng dẫn sử dụng. Đó. Cũng như mọi lần với những cái bàn phím như thế này thì chúng ta nên giữ lại cái tờ này nhé. Chúng ta sẽ có một cái gói túi thơm ở đây. Và cái này giống như là một cái sáp thơm vậy. Khi mở ra thì mình sẽ thấy cái hương thơm của nó khá là nồng nàn. Đó. Chúng ta sẽ được tặng thêm một cái cover bằng nhựa. Cover như thế này thì hình như bây giờ các hãng cũng đều có làm theo kèm theo chiếc bàn phím rồi. Đó, ở phía bên trong thì mình thấy có một chiếc bàn phím đã bọc kín xung quanh này là mút xốp rất là dày đây. Đó, chứng tỏ là nhà sản xuất cũng rất chi là kỹ càng. Mình mở ra thì thấy bàn phím đã được khởi động rồi, có lẽ là nhà sản xuất đã test trước khi mà gửi cho mình rồi đó. Bây giờ mình sẽ phải tắt nó đi. Ok, ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ hướng dẫn chi tiết hơn nữa. Chúng ta sẽ có thêm một cái hộp nhỏ, một cái hộp to. Phía trong cái hộp nhỏ này thì chúng ta sẽ có một cái keybuller, một cái khăn đây, và cái khăn này cũng khá là mịn mềm. Ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cái chổi nhỏ nữa để chúng ta có thể vệ sinh bàn phím. Một điểm cộng tuy rằng là những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng mà mình rất thích cái kiểu chăm sóc khách hàng như thế này. Còn ở phía trong hộp to thì chúng ta xem thử nào, có gì nha. Chắc là sẽ có dây cáp thôi. Rồi trong này chúng ta sẽ có thêm một cái cọng dây cáp. Dây cáp này sẽ được bọc dù, cáp xoắn đàng hoàng luôn. Đó, đầu tay C. Rất là đẹp. Đó. Và sẽ có mạ vàng luôn cả hai đầu. Khá là ngon lành đấy. Tuy với những cái bàn phím không dây thì dây cáp nó cũng không quan trọng lắm. Tại vì chỉ là để sử dụng được khi sạc pin thôi. Ok, quay trở lại với em bàn phím Aula F68 thì như các bạn thấy đây, cái bàn phím này thiết kế khá là hay. Khi chúng ta nhìn thấy đây là một cái màu, mà đây là màu smoke, tức là màu đen nhưng mà trong suốt. Nó sẽ có các cái ký tự khác ở trên màu xanh lá cây, nhìn khá là nổi bật. Nhìn như kiểu hơi hướng hiện đại, kiểu cyberpunk á. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đặc biệt là nút cắt này. Đấy, nó sẽ được làm có cả logo Aula. Có mấy ký tự đặc biệt nữa, nhìn khá là hay. Mình sẽ thử gỡ cái keycap này lên cho các bạn xem nhé. Keycap này thì nghe nhà sản xuất nói là bằng chất liệu PC, tức là nhựa PC thôi, nhựa bình thường thôi. Đó, và nó sẽ được làm trong suốt. Các ký tự thì sẽ được in nổi ở phía trên như thế này. Nó chắc là nó sẽ đổ một cái lớp nhựa ở phía trên nữa. Và chúng ta sẽ thấy cái độ dày của nó cũng khá là ổn. Về cái thiết kế của nó thì sẽ là layout 68. Chúng ta sẽ có thêm một cái núm nữa, núm tròn như thế này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái nút bật tắt ở ngay phía trên. Đây, cái nút này khá là hay nhé. Tại vì nếu mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể ấn vào đây một phát để tắt bàn phím đi. Đó, khá là tiện lợi. Về cái cây của em này thì sẽ được làm bằng nhựa trong suốt luôn, cho đồng bộ với lại cái bàn phím ở phía trên. Và cái cây này chúng ta thấy nó không có cái kickstand, tức là không có cái nâng hạ cái độ cao, mà chỉ có cái miếng tròn tròn này thôi. Cái miếng tròn này để giữ cho cái bàn phím nó có độ cao phù hợp thôi. Về cái chuẩn keycap thì chúng ta sẽ nhìn thấy em này đang sử dụng chuẩn keycap MDA. Tức là nó sẽ hơi bề bề tròn tròn như kiểu SA, nhưng mà thấp hơn một xíu. Nó có độ cao thì tương ứng với lại cái những cái keycap OEM, nhưng mà nó có cái bề mặt cũng như là cái xung quanh nó sẽ được vát tròn lên, nhìn khá là hay. Về cái layout 68 này thì như các bạn đã khá là quen thuộc rồi.
Rất là nhiều hãng sử dụng cái layout này. Nó sẽ có thêm những cái mũi tên đẩy vào phía trong. Nút shift thì là sẽ shift 175U. Nó sẽ thêm một số nút function ở đây. Và con này thì nó sẽ thay một nút function ở trên này sẽ bằng một cái núm. Và cái núm này cũng khá là hay nhé. Ok, em này thì sẽ là sử dụng 3 mod và sẽ có hỗ trợ cả win, cả max ở đây. Đó. Nó sẽ có 3 nấc, đó là nấc win, iOS và Android. Đặc biệt là như các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái dấu ký hiệu, tức là cái receiver của nó sẽ nằm trong này. Muốn sử dụng thì chúng ta sẽ kéo cái này ra. Đó, nó sẽ giấu cái receiver ở trong này. Khá là thông minh. Và cái này sẽ là bằng kim loại, nó sẽ hít vào đây. Đó, rất là ngon lành đúng không? Phía trên chúng ta sẽ thấy có chữ transparent. Đó, tức là trong suốt đấy. Cái kiểu bàn phím trong suốt như thế này thì bây giờ nó cũng làm khá là nhiều. Có một cái hay nữa về cái núm của em này, nó làm rất là đặc biệt. Đấy, mình sẽ xoay thử cho các bạn nghe cái tiếng của nó nhé. Đó, các bạn nghe rất là phê đúng không? Mình đã thử dùng rất là nhiều cái bàn phím có núm. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái con mà mình thấy cái cảm giác xoay núm của nó là sướng nhất. Tại vì khi xoay thì mình có cảm giác khắc rõ ràng. Và mỗi khắc thì nó sẽ đi theo một cái tiếng tích 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 tích, giống như là mình đang xoay kiểu những cái loa của ngày xưa đều có tiếng tích tích, nghe rất hay. Ok, chúng ta sẽ đi sâu thêm vào hiệu năng của em này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem thử cái switch của em này như thế nào. Đây, switch em này sẽ là switch của thằng Leopold. Đây, Leopold là cái Leopold này cũng là của thằng Aula luôn nhé. Có điều nó lấy theo cái tên riêng biệt thôi. Chứ thực ra thì nó cũng là của hãng Aula hết. Đó. Và cái switch này cũng được làm bằng nhựa PC trong suốt luôn, từ trên xuống dưới, trừ cái lá đồng ra thôi. Cái chân stem của nó sẽ là màu trắng đục và nó sẽ có chống rung. Con này thì sẽ là linear. Và khi gõ thì các bạn cảm giác nó rất là mượt. Do con này nó cũng đã được lúp sơ rồi. Và nó cũng sẽ không có tiếng lò xo luôn. Đây, bạn mình thử cho các bạn nghe. Đó, tiếng của nó cũng khá là to nhưng mà nó cũng không có tiếng ping. Hay là nghe tiếng lọc sọc lò xo nhé. Khá là tốt. Về cái mặt của em này thì như các bạn thấy đây. Mặt của nó sẽ có sẵn switch pad. Tức là cái tấm màu đen đen á. Cái tấm này lót ở phía dưới chân switch. Và nó sẽ có lót sẵn forearm ở trên mặt PCB và có cả forearm dưới đáy luôn. Cái plate của nó sẽ là plate PC. Đây, bằng nhựa PC đó. Thì nó sẽ cho cái âm thanh hay hơn, nghe nó giòn hơn như plate của bằng thép. Và ngoài ra thì cái âm thanh của nó sẽ nổ hơn. Về cái cấu trúc của em này thì sử dụng đó là gasket mount. Đây. Về cái cây màu đen này thì rất là khó nhìn thấy gasket mount. Nếu như mà cái cây màu trắng thì sẽ nhìn thấy rõ. Đây, các bạn có thể nhìn thấy có cái gasket mount ở ngay đây. Đó. Cái này thì mình cũng không có tiện mở ra lắm tại vì bên mình chỉ còn rất là ít. Mình sẽ gửi hàng đi cho các bạn đặt mua cho nên sẽ không còn nhiều. Bàn phím của nó cũng khá là nhún do nó sử dụng Play PC với lại cả gasket nữa. Cho nên là cái bàn phím của nó cũng nhún khá là ok. Ngoài ra thì cả cái stab của em này thì cũng đều được cân chỉnh và lúp sẵn rồi. Tuy nhiên thì với mình cái stab của con này thì nó cũng phải chưa thuộc dạng là ngon lắm. Giống như thằng RK. Thằng RK thì nó làm stab mà cũng nó làm stab ngon hơn hẳn. Còn cái con này thì mình gõ thử thì cái stab của nó vẫn còn khá là lọc sọc. Thì nó chưa có được đều lắm. Cái này nếu mà các bạn mua về các bạn sử dụng thì các bạn phải mock lại nha. Tiếp theo thì con bàn phím này sẽ có hỗ trợ 3 mock LED RGB. Đó, không dây luôn. Thì để chỉnh LED thì các bạn có thể ấn... Một là các bạn có thể xoay núm. Nếu mà các bạn muốn sử dụng núm để mà điều khiển LED thì các bạn ấn FN với lại nút Space này. Đó, hoặc là núm để điều khiển tăng âm lượng trong máy thì các bạn ấn FN cộng Space một lần nữa. Thì nó sẽ chuyển đổi giữa hai cái tính năng của núm. Đây. Bây giờ hiện tại thì núm mình đang để điều khiển LED nhé. Xoay phải để tăng độ sáng, xoay trái để giảm độ sáng. Ấn để đổi chế độ LED. Đây. LED của nó cực kỳ sáng và rất là nhiều chế độ. Tất nhiên là nó sẽ có hỗ trợ thêm cả phần mềm để tùy chỉnh LED cũng như là macro. Và có cả phần mềm để mình có thể cho LED nó nhảy theo nhạc phát ở trong máy nữa. Rất là ngon. Còn một cái hay nữa đó là con này có hỗ trợ
chúng ta có thể sử dụng 2.4G và dùng phần mềm kết nối điều chỉnh thông qua cái receiver luôn, chứ không nhất thiết là phải cắm dây nữa. Pin của con này thì mình thấy nó thông báo là khoảng pin khoảng 3.000 thôi, không có được nhiều lắm. Cho nên các bạn nếu mà sử dụng LED full như thế này thì các bạn tốt nhất nên cắm dây để bảo đảm cái tính kết nối liên tục nha. Thì như các bạn thấy thì khi kết hợp giữa những cái keycap trong suốt đồng thời là những cái switch cũng trong suốt theo thì chúng ta thấy cái đèn LED lên rất là khủng khiếp. Mặc dù là mình đang để đèn ở trong phòng này rất là sáng, nhưng cái bàn phím này nó LED của nó còn kinh khủng hơn. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rõ. Mà mình thấy một điểm khá là bất cập, đó là những cái ký tự khi mà bật LED lên thì nó sẽ không còn nổi bật nữa. Đó, chúng ta có thể không nhìn thấy những ký tự luôn. Tại vì do cái keycap này là keycap nó trong suốt mà. Đó, cái đèn LED nó sẽ lấn nát luôn cả cái ký tự luôn, như các bạn thấy đây. Và khi chúng ta tắt LED đi thì chúng ta lại thấy được các cái ký tự rất là rõ ràng. Đó, khác biệt hoàn toàn luôn. Thì như các bạn biết là với những cái con bàn phím mà có LED RGB thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ, nó cũng na ná như nhau thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần đó là xào test luôn cho anh em nha. Ok, như vậy là mình đã sao test sơ qua cho anh em con bàn phím này. Và thực sự thì âm thanh của nó, những cái dàn alpha nghe rất là gọn. Đó, và rất là kêu luôn. Kêu rất là hay, gọn gàng. Không có lọc sọc cũng như là không có tiếng ping. Rất là gọn. Nhưng mà những cái stack thì mình thấy nó chưa có hoàn thiện lắm. Có những cái nó vẫn còn nghe lọc sọc. Đó. Cái này thì mình không rõ là bên nhà sản xuất họ đã mock lại chưa, nhưng mà thấy có ghi là đã có lúc có mock rồi, nhưng mà gõ vẫn không ngon lắm. Đây có lẽ là một cái điểm trừ khá là đáng tiếc dành cho em bàn phím này, mặc dù nó đã được hỗ trợ đầy đủ các tính năng ngon nhất của một chiếc bàn phím cơ rồi. Tuy nhiên kéo lại thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế độc lạ, LED đẹp, nó keycap trong suốt, PC thời thượng, đồng thời là một cái núm bặn như thế này thì mình thấy nó rất là ok. Đây là một trong những cái con núm mà cảm thấy là vặn sướng nhất từ trước đến giờ luôn. Và để trên bàn thì mình nghĩ một con bàn phím đẹp như thế này để trên bàn decor thì phải nói là hết nước chấm. Đặc biệt là những cái bạn nào theo trường phái mà cyberpunk á, nhìn nó rất là hay. Và với cái tầm giá khoảng tầm 1,5 triệu thì mình nghĩ đây là một con bàn phím xứng đáng với cái tầm giá đó. Và nếu như mà các bạn muốn tham khảo thông tin chi tiết về em bàn phím này thì mình có để link ở dưới phần mô tả nhé. Và các bạn có ý kiến gì về em này thì hãy nhớ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Bye bye.